trước khi đắp thuốc cho bệnh nhân thì nhà thuốc xem qua hai hình ảnh trước và sau khi rút đinh của bệnh nhân. Đây là hình ảnh sau khi được mổ phẫu thuật viết đinh. Bệnh nhân bị trên phim thể hiện bệnh nhân bị bướm mâm chảy khắp gối kèm theo gáy đầu trên xương chảy. Sau khi bệnh nhân mổ được hơn 1 tháng thì bệnh nhân ra viện rút đinh. Thì cho đến nay là được hơn 4 tháng rồi. Hiện tại bệnh nhân vẫn chưa đi lại được. Thì nhà thuốc nên đắp thuốc cho bệnh nhân và kết hợp cho uống thuốc nhanh nghiền xương. Tiên lượng khoảng hơn 1 tháng là bệnh nhân có thể đi lại được và xương sẽ can hóa hoàn toàn. Thì anh rút đinh được từ ngày mùng 1 đến 10 tháng anh. Bây giờ rút đinh được tháng rưỡi đấy. Vâng, 3 tháng rồi ra rút đinh. Em bỏ ra cái xương của anh này, anh bị vướng mâm chày và gáy xương chày nhá. Em bỏ ra anh tầm hơn 1 tháng anh khỏi thôi. Gặp được đầu vốn là đi lại được nhá. Hơn 4 tháng rồi đúng không? Tháng rưỡi rồi. Mình này không đi lại được, vất vả lắm. Vâng, không đi lại được nghiệp đấy. Anh bao tuổi rồi? Hôm nay 38. 38. Ba chín hay ba chín? Thấy xương chày là vướng mốc chày không gối. Đây là anh ơi, đi đây đem đây. Bỏ một thời gian anh đi lại được. Trong bên bó thuốc của em tuyệt đối không rượu bia nhá. Vâng, có cách kiêng không thì em đưa cho từ đấy hướng dẫn cách kiêng và cách đắp thuốc. Thì trong đây này mình gần hay nhá, hay nữa. Hàng ngày anh đủ rượu em 3 lần cho em, sáng, trưa, chiều. Cái đủ rượu ở đây. Vâng. Thay lá thì cách thay lá thì sang nóng như vừa xong đấy, 5 ngày một miếng, 5 ngày thì nếu anh có tắm rửa thì anh bỏ ra anh làm sao làm được nhé. Em bó này của anh xong rồi, trong quá trình bó hạn chế vận động mạnh nhé. Thì xương của anh mổ được mấy tháng rồi xương chưa toan tí nào mấy đâu, hầu như không gan tí nào cả. Em bỏ ra anh tầm hơn tháng anh thì gặp chân lại đi ăn được. Nghĩa chân này mình bỏ nó không được cử động nhiều. Vâng, hạn chế cử động mạnh ấy. Vì xương của anh chưa can mà. Chưa can nó chỉ có can ít, can gan một can ít á. Em bỏ ra anh tầm hơn 1 tháng anh có thể là chống lại và gặp chân đi lại được nhé. Và là không không phải đi lại được đâu. Rồi em bỏ ra anh này là xong rồi nhé. Tầm hơn 1 tháng anh vừa đi lại được luôn. Rồi em chào. Hôm nay nhà thuốc sẽ nên kiểm tra cho bệnh nhân và lấy lại hình ảnh sau hơn 1 tháng đắp thuốc và uống thuốc nhanh liền xương của nhà thuốc. Nhà thuốc sẽ xem qua lại hình ảnh gáy xương của bệnh nhân. Ngày trước bệnh nhân bị gáy đầu trên xương chày và kèm theo vướng mâm chày khớp gối. Bệnh nhân đã mổ phẫu thuật đóng đinh. Thì sau hơn 1 tháng bệnh nhân có ra viện tháo đinh. Từ đó nay bệnh nhân là được hơn 4 tháng sau mổ bệnh nhân không thể đi lại được. Thì nhà thuốc nên đắp thuốc và uống thuốc nhanh nghiền xương. Thì bệnh nhân đắp thuốc được 15 ngày bệnh nhân chống nặng đi lại được, và sau 25 ngày đắp thuốc thì bệnh nhân đã bỏ nặng và tự tự đi lại được. Và nhà thuốc sẽ nên thăm khám và lấy lại hình ảnh về quá trình điều trị của bệnh nhân. Anh bỏ đây được bao nhiêu ngày rồi? Nghĩa là hôm qua là được 35 ngày. 35 ngày. Đến dặm này là 40 ngày đi. Vâng. Hôm nay được 300 ngày nữa không? Hôm nay là 11.
Hôm nay là 37 ngày, hôm nay là 3. Hôm nay là 36. 36 ngày. 36 ngày. Lòng này là 40 ngày. Thế còn bao nhiêu nữa thì anh tập đi được? Nghĩa là tập đi là phải đến 50 giờ. 54. Từ 56. Ừ. Tập đi được. Anh ngồi đây nha. Ngồi đây. Bây giờ tự đi được chưa? Cái là tự đi rồi, mỗi tội là chưa gặp phải gân vào đấy. Tự đi nghĩa là đi không phải làm, đi được rồi. Đi rồi đi. Mỗi tội là gặp vào chưa gặp được. Đấy, kiểm tra cái nào rồi sao gặp vào, đi được rồi. À, bây giờ anh từ ngày bóng lá tự đi được rồi gì? Cái bóng lá là đi được mà. Bóng lá với cả bao nhiêu đấy là tự đi được. Kiểm tra cái bao anh bó nó bao nhiêu ngày thì anh tự đi được? Nghĩa là bỏ cái này 5 ngày, 25 ngày, nó phải 25 ngày. 25 ngày thì đi được. 25 ngày thì đi được. Cái này cấm anh hàng ngày ngâm mình mấy thuốc em ơi. Ngâm là nốt này. Ngày cứu ngâm tuần cho em nhé. Có. Ngâm thường xuyên cho em một ngày. Anh tự đi xem. Vẫn ngâm mà. Vâng. Nghĩa là vẫn ngâm thường xuyên. Đi lại. Đấy, nói chung là đi lại thì bình thường đi được. Nhưng mỗi tội là... Mỗi tội là gặp... gặp vang là chưa gặp rồi đấy. Đi lại thì bây giờ nói chung là nó hơi hơi tê đấy. Không bán rể, hơi tê. Không bán rể. Bố em thì xương là càng tốt rồi. Nghĩa là xương có liền rồi đấy. Vâng, xương liền tốt rồi. Yeah. Anh còn xương với liền anh chưa được mình đi được này. Yeah. Còn xương chưa liền anh sao đi được này. À, chưa liền là chưa đi được. Chưa đi được. Nghĩa là liền rồi là mình đi được. Vâng. Thế phải hỏi. Vâng, ngày trước mình có đi được mà. Dạ, đúng rồi. Sắt ruột là không gặp được cái vâng. Chân mà. Vâng. Sắt ruột là không gặp được cái. Vâng. Phải gọi anh xương có tiếp cốt của nền là xương anh đi được. Dạ. Ngày xưa anh chưa bỏ em này, nên em sao là sao anh tự đi được. Dạ. Vâng. Đấy, thế phải hỏi anh lên thì phải hỏi trực tiếp. Thì anh làm qua kiểm tra cho anh mà. Vâng. Anh bỏ 200 ngày anh tự đi được. Vâng. Rồi, tốt rồi. Nghĩa là nó liền thì mình mới đi được đấy. Đúng rồi, liền. Bây giờ còn nhức tiếp thì không? Nghĩa là nhức thì nó thỉnh thoảng nó vẫn nhức như thế này. Thỉnh thoảng. À, vâng. Ừ, bây giờ là còn mấy miếng nán á? Hết rồi đấy. À. Coi như hết. Nốt miếng này là bỏ lên dằm rồi là hết đấy. Rồi rồi. Thì em đưa cho anh thêm khoảng 1-2 miếng nữa cho nó khỏi hoàn toàn nhé. Yeah. Vâng. Thế anh... Nghĩa cái... là ngày vẫn ngâm lá lốt sông sông với cả lá chè ngày vâng. 2 lần đấy. Cái này là hơi cứng cổ khớp nhé. Thì anh tập luyện cho em. Vâng. Cho nó thuần thì năng đi lại đi. Vâng. Hàng ngày đi lại được bao nhiêu mét rồi? Nhà em đi... đi liên tục về, nói chung là ít làm đâu, hôm nay con làm đâu, biết làm không ngủ đi. Anh đi lại vòng rồi cho em xem. Làm không ngủ đâu, đi lại tự nhiên không biết thế nào, đi lại cái chân nên là đêm không ngủ được mấy. Đấy mà, cứ đi lại liên tục ấy, có lúc đang chưa đêm, có lúc thì lại đi. Vâng, cứ đi, phải năng tập đi vào nhé. Vì nó ngủ thì nó trên kinh rồi. Vâng. Đây có lúc dậy đi, có lúc coi như là đang kiểu đi, kiểu nó giật, kiểu dây lên kinh, thế là không ngủ đâu, lại dậy đi. Ngồi tổn thương trên kinh hàng ngày anh tập luyện bình thường với em nhé. Đấy, thế là tốt rồi. Thế là xương này là can tốt và đi lại là vừng rồi. Đấy, thế này hỏi trực tiếp. Ngày trước không đi lại được bí chân không? Vâng, không đi lại được bí lắm. Vâng, vâng, thế là tốt rồi. Mà như thế này mà là phải chống cái lạng, mà bây giờ đang muốn bỏ lạng cho để đi, phải chống lạng thôi. Vâng. Thì là thế này bỏ ra anh tầm một hơn tháng anh khỏi, thì đi được là mừng rồi. Vâng. Không phải nặng nữa. Vâng. Đấy. Từ ngày anh ngủ này là được bao nhiêu tháng? Tháng 4 tháng trước em rồi anh bỏ cái này rồi. À, gần như 4 tháng 2 mới ngày mà đòi anh bỏ cái này rồi. Vâng. Từ ngày bỏ là bao nhiêu ngày anh tự đi được? Nghĩa là bỏ cái này là 25 ngày, 24-25 ngày là tự đi được. Vâng, tốt rồi. Thì em đưa cho anh thêm 1-2 miếng nữa cho nó khỏi hoàn toàn nhé. Vâng. Vâng.